hướng dẫn các bạn làm hoa backdrop từ mẫu hoa hình răng cưa. Để làm được mẫu hoa này, các bạn có thể chọn ra 3 trên số khoảng 5 hay 6 mẫu backdrop. Đây là mẫu cánh có độ dài khoảng tầm 15-12 cm, cho ra một bộ mẫu, cho ra bông hoa có kích thước đường kính từ 25-30 cm. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép cánh. Ở cái mẫu hoa này các bạn cũng bẻ cánh ngửa rồi ghép cánh 6 lớp cánh cho một lớp hoa lớn. Về phần nhụy hoa, mình cắt hình răng lược. Độ dài của cái tua này nó khoảng tầm 3 cm các bạn. Cuốn cong. Độ dày hay dài của băng giấy này tùy thuộc vào ý thích của các bạn. Mình bắt đầu cuốn tròn. Để làm nổi bật thêm bông hoa, các bạn có thể cho đá hoặc ngọc trai và chính giữa. Nó sẽ làm sáng bừng lên cả cái backdrop của các bạn. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong mẫu hoa backdrop từ mẫu hình răng cưa. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.